Trong cái bài ngày hôm nay thì tôi xin nói về cái phần áp lực âm nha các bạn. Thì áp lực âm là gì? Và ý nghĩa của việc áp lực âm đối với cơ thể như thế nào? Thì chúng ta hôm nay chúng ta vào bài tập này. Đúng không? Áp lực âm thì màng sơ nó gồm có hai lá, lá thần và lá tạng, nó tạo thành một túi kín. Ở giai đoạn mà bào thai ấy, thì hai lá nó dính sát nhau và toàn bộ phổi là một khối không có không khí, đúng không? Thì cấp tiếng khóc chào đời ấy, cũng là lúc phổi bắt đầu hoạt động. Lúc này ngực bắt đầu giãn nở rộng ra, đồng thời phổi cũng nở to dần ra. Tốc độ giãn nở của lồng ngực nhanh hơn so với phổi. Đấy, mặt khác là vì nó được cấu tạo bởi các mô sốt có tính đàn hồi cao nên nó giãn căng, phổi lại có xu hướng kéo co trở lại. Thì như vậy thì áp lực âm chính là gì? Áp lực âm ta có thể hiểu như thế này. Lúc bình thường thì phổi của chúng ta là âm 2 mili thủy ngân cho đến âm 4 mili thủy ngân. Lúc mà chúng ta hít vào ấy là âm 8 mili thủy ngân. Còn lúc chúng ta hít cố sức đạt được để mà đạt được ấy là âm 15 mili thủy ngân. Như vậy khoang lồng ngực mà bị thủng ấy, không khí sẽ tràn vào làm mất cái áp lực âm đi. Do đó phổi sẽ xẹp lại và làm mất cái cử động hô hấp đi. Còn về mà ý nghĩa của áp lực âm đối với trong khoang màng phổi ấy, thì đối với hô hấp nhé, đối với hô hấp thì sự cử động của lồng ngực ấy nó làm cho phổi di chuyển và hô hấp hít thở ra vào đều không khí. Thứ hai là nó làm hiệu suất trao đổi khí tối đa nhờ máu lên phổi nhiều nhất và cùng lúc với khí lên phổi nhiều nhất khi mà hít vào. Đối với tuần hoàn nó như thế nào? Đối với tuần hoàn nhé, thì làm áp suất trong lồng ngực thấp hơn so với những vùng khác cho nên máu nó về tim một cách dễ dàng. Cái thứ hai là nó làm máu từ tim tim phải ấy, lên phổi một cách dễ dàng hơn. Như vậy là ta vừa tìm hiểu được áp lực âm, ý nghĩa của áp lực âm đối với toàn bộ cơ thể của chúng ta.